Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Chạy hè Việt Nam 2019, tối ngày 20 tháng 7, 155 thanh niên, sinh viên kiều bào đã giao lưu với Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Ngãi tại bãi biển Mỹ Khê. Hoạt động nhằm giao lưu, gắn kết tuổi trẻ kiều bào với thanh niên trong nước, ghi nhận của phóng viên VTV4. Các bạn trẻ kiều bào đã đáp lại sự đón tiếp nồng hậu của Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Ngãi bằng màn ra mắt rực rỡ sắc màu quốc kỳ của các quốc gia. Những tiết mục văn nghệ sôi động và cả những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa đất nước mà các bạn đang sinh sống cũng đã tạo nên dấu ấn cho buổi giao lưu. Tại vì bọn em muốn trao đổi kiểu như là giao lưu văn hóa Lào, Việt Nam cũng như là các nước khác với Việt Nam. Em thấy rất cảm kích bởi em đã ở đây và học hỏi được nhiều điều. Các bạn ở đây chào mừng chúng em đến với tỉnh Quảng Ngãi rất nồng nhiệt và cởi mở. Nhiều bạn trẻ kiều bào tham gia Chạy hè Việt Nam năm nay với vốn tiếng Việt còn hạn chế, nhưng nhiệt huyết của tuổi trẻ đã vượt qua rào cản về ngôn ngữ. Nhiều bạn còn quyết định học thêm tiếng Việt sau khi tham gia những hoạt động của Chạy hè Việt Nam. Em muốn học thêm tiếng Việt để có thể giao lưu với các bạn đến từ Việt Nam. Tuy các bạn Việt Nam có thể hiểu tiếng Anh và rất quan tâm đến bọn em, hỏi bọn em đến từ đâu và rất thích thú với những câu chuyện mà bọn em chia sẻ. Chúng em thấy rất cảm ơn về điều đấy. Giao lưu thanh niên kiều bào với đoàn thanh niên sinh viên trong nước đã trở thành hoạt động thường niên của Chạy hè Việt Nam. Hoạt động này cũng luôn được các bạn trẻ trong nước chào đón. Em rất là vui mừng khi mà được chào đón những bạn sinh viên kiều bào ở rất là nhiều nước về thăm và đó là một kỷ niệm rất là khó quên. Tỉnh Quảng Ngãi nói chung và sinh viên tỉnh Quảng Ngãi, đoàn thanh niên, chúng em sẽ luôn luôn chào mừng và rất là mong muốn có nhiều dịp để đón tiếp các bạn như thế này nữa. Không khí đốt lửa trại và các trò chơi tập thể trên bãi biển đã khép lại một đêm giao lưu sôi động và ý nghĩa. Qua đây, các bạn trẻ kiều bào cũng cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt và tình cảm của người dân trong nước dành cho người Việt sống xa tổ quốc khi họ trở về quê hương.